Dạ mẹ ơi, sáng nay mình đi chợ mua rau để làm ra món rau luộc chấm chao á. Bây giờ con đi chuẩn bị nước nóng với lại nước đá để chuẩn bị luộc rau nha. Không cần đâu con, bây giờ hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con cách luộc rau bằng lò vi sóng, về nhanh, gọn, đảm bảo chất dinh dưỡng của rau củ quả nha con. Dạ. Bây giờ mẹ con mình bắt đầu nha. Dạ. Mẹ ơi, luộc bằng lò vi sóng thì có chín không mẹ? Luộc bằng lò vi sóng rất là ngon. Vì lò vi sóng khi mà chúng ta luộc rau thì rau nó sẽ không bị ra nước và nó sẽ giữ lại được độ giòn, ngọt của rau củ quả được tự nhiên hơn. Dạ. Ừ. Cắt rau mình không nên cắt quá mỏng. Rau luộc nếu mình cắt quá mỏng ăn nó sẽ không cảm giác là giòn. Bí xanh mình sẽ cắt bỏ ruột nha con. Dạ. Hồi trước giờ mình luộc rau phải chuẩn bị nấu nước sôi luộc từng thứ khác nhau á. Không biết lần này mẹ luộc bằng lò vi sóng thì nó như thế nào ha? Lò vi sóng thứ nhất là mình tiết kiệm được thời gian. Thứ hai nữa là nó sẽ... Nhưng mà đó cũng là mong muốn của con, cho nên là nhân cái chương trình này con cũng muốn như vậy với mẹ, muốn cho mẹ có một người tri kỷ. Đâu sao đâu mẹ nhờ. Thì đó cũng là điều tốt, nhưng mà có điều là mẹ nghĩ là bây giờ đối với mẹ thì khi mà có con về làm dâu của nhà mẹ thì mẹ cảm thấy là mẹ hài lòng với tất cả mọi thứ. Và mẹ nghĩ chuyện đó thì nó chỉ là thêm thôi, để nó có một cái niềm vui để mà mình lạc quan, để mà mình sống thôi, chứ nó không phải là cái điểm tất yếu đối với mẹ. Bây giờ mình sẽ lấy rau ra nha con. Dạ. Rồi mẹ sẽ mở cái màng thực phẩm này ra, con sẽ xem nha. Dạ. Cái đĩa rau mình như thế nào nha. Wow. Rau mình vẫn còn rất là tươi, màu rất là đẹp. Mai mốt không có mẹ ở nhà thì con sẽ làm những món như thế này. Dùng màng bọc thực phẩm bọc rau củ lại, sau đó cho vào lò vi sóng sẽ nhanh chóng có món rau củ luộc thơm ngon, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng và màu sắc cho rau củ.